Ngày hôm nay thì chào cô Nhất, chào cô Tâm, chào cô Hiền. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về một nội dung đấy là vitamin D đúng không ạ? Hôm trước thì có quý thầy cô nào còn nhớ chúng ta đã tìm hiểu đến nội dung nào không ạ? Hôm trước chúng ta học về canxi đúng không ạ? Canxi. Hôm nay thì chúng ta sẽ nghiên cứu về vitamin D. Một người bạn của canxi đúng không ạ? Đó, luôn song hành với nhau. Thì canxi có vitamin D có điều gì đặc biệt? Chúng ta sẽ cùng nhau bước vào sáng ngày hôm nay. Đó. Hôm trước là chúng ta học mỗi canxi thôi đúng không ạ? Đó. Đây chính là bài ngày hôm nay. Về tổng quan về vitamin D thì vào thập kỷ 1930 thì một nhà nghiên cứu đã phân lập và tổng hợp được vitamin D từ thực vật. Aurobindo đã phân lập và tổng hợp được vitamin D từ thực vật. Và sang thập kỷ 1960 thì chuyển hóa vitamin D không có tác động sinh học trực tiếp mà phải chuyển hóa qua gan và thận. Cũng đồng nghĩa với việc là gì? Vitamin D không được cơ thể tự sản sinh ra mà nó chỉ được hấp thu qua ánh sáng mặt trời. Đó. Và sẽ hoặc là qua cái các cái chế phẩm bổ sung thêm và được gan và thận chuyển hóa. Tuy nhiên cái này thì hy hữu không? Sẽ có một số người họ sẽ có được một cái khả năng đấy là có thể chuyển hóa và tổng hợp vitamin D, nhưng cái số này thì nó rất là hiếm. Thập kỷ năm 1970 thì phát hiện ra thụ thể vitamin D và nghiên cứu như là một loại hormone, vậy thì vitamin D nó là gì? Vitamin D không phải là một vitamin mà là một hormone và nó được cơ thể sản xuất ra dưới tác động trực tiếp của tia UVB trên da. Lát nữa chúng ta biết tia UVB nó là gì và nó được cơ thể sản xuất ra dưới tác động trực tiếp của UVB trên da và chịu trách nhiệm tăng trưởng và bảo vệ cơ thể. Đấy chính là định nghĩa của vitamin D. Vitamin D không phải là một loại vitamin mà nó là một loại hormone mà cơ thể của chúng ta sản xuất dưới tác động trực tiếp của tia UVB. Dưới tác động của trực tiếp của tia UVB. Và nguồn vitamin D thì ở đâu? Nguồn vitamin D thì từ chế độ ăn uống. Và tuy nhiên thì vitamin D hầu như không có trong thức ăn. Từ quá trình quang tổng hợp, có nghĩa là dưới ánh sáng mặt trời đấy, dưới đất tác động của tia cực tím B. Và bắt đầu thì làn da của chúng ta sẽ chuyển hóa thành vitamin D3, vitamin mặt trời đấy, hoặc là từ thuốc và thực phẩm chức năng. Thì đây là những cái nguồn cung cấp vitamin D. Và chúng ta nhớ rằng này, nhu cầu khuyến nghị vitamin D của người Việt Nam này là 200 IU trên ngày. IU trên ngày. Đó, thì chúng ta, đây là năm 2007, 200. 200. Chúng ta nhớ cái con số này, 200. IU nó chính là một trong những cái đơn vị đo quốc tế đấy. Nó có tiếng Anh là International Units. Đó. Thì viết tắt là EU hoặc là UI. EU hoặc UI. Đó, thì chúng ta nhìn thấy ký hiệu EU hoặc là UI thì đều là ký hiệu là gọi là đơn vị của vitamin D. Hay được gọi là International Units. Unit. Thì năm 2010 và 2007 ấy, thì khuyến nghị là 200
ưu trên ngay ở trẻ em và người trưởng thành, kể cả phụ nữ có thai và cho con bú. 400 ml một ngày ở người 51 đến 60 tuổi và 600 ml một ngày đối với người trên 60 tuổi. Thì cái tuổi càng cao thì cái khuyến nghị vitamin D càng cao, bởi vì là gì ạ? Cái hạn chế trong việc hấp thu, làm da cũng kém một, có nghĩa là bị lão hóa, cho nên việc hấp thu cũng rất là kém, cho nên cần một cái liều lượng cao hơn. Năm 2016 thì ở trẻ dưới 1 tuổi là 400 ml một ngày, ở trẻ em từ 1 tuổi trở lên và người trưởng thành dưới 50 tuổi thì 600, và từ 50 tuổi trở lên và phụ nữ mang thai thì là 800. Nâng cái con số này đi. Nên chúng ta nhớ cái con số của bản thân mình là 600. Dạ, 600. 600 ml một ngày. Dạ. Để chúng ta bổ sung vitamin D. Đầy đủ. Đầy đủ. Đây là nhu cầu khuyến nghị vitamin D của châu Âu. Của châu Âu. Thì đơn vị của châu Âu nó sẽ khác. Đây là cái gọi là cái bảng hấp thu vitamin D đấy. Cái bảng hấp thu vitamin D ấy. Thì cái bảng hấp thu vitamin D này thì nó có hai con đường hấp thu đấy, có hai cái con đường hấp thu. Một là về cái con đường về mặt trời này, tia UVB, tia UVB đó, thì nó hấp thu qua da, skin là da, thấy chưa? Và sau đấy thì nó sẽ được máu đưa đi vào gan, xong xuống thận và bắt đầu thì đi trong máu để đi cung cấp vitamin D cho các tế bào. Chạm. Rồi còn một bên này thì là gì ạ? Bổ sung rồi đồ ăn, đồ ăn nó sẽ đi qua đường ruột, nó sẽ có hai con đường, một là qua da, hai là qua ruột. Và sau đấy thì nó cũng quá trình tiếp theo nó cũng như nhau, nó sẽ qua máu để qua gan rồi qua thận, và sau đấy thì đi nuôi tế bào, Thì đây chính là ba cái con đường hấp thu của vitamin D. Một là gì? Qua mặt trời, hai là qua đường uống, ba là qua chế độ ăn, Mặt trời thì hấp thu qua da và nó cũng chuyển theo đường máu để nó đi qua thận, qua gan, xong đến thận, sau đấy rồi mới gì ạ? Đi nuôi tế bào, đi xung quanh tế bào và bắt đầu nó đưa đến những cái nơi là đang thiếu. Là chạm. Lát nữa chúng ta sẽ có vai trò vitamin D. Rồi. Còn đường uống và đường ăn thì nó đều phải qua ruột. Dạ, qua ruột. Xong đấy rồi từ ruột thì nó cũng đi theo đường máu để đi qua gan, thận. Đây, gan, thận. Và sau đấy thì theo đường máu để đi khắp tế bào. Dạ. Thì đây chính là cái con đường gọi là của vitamin D đi trong trong tế bào, trong cơ thể của chúng ta, Rồi, đây là dịch tễ học thiếu vitamin D. Thiếu vitamin D thì có tính toàn cầu và ở mọi lứa tuổi, 20 đến 100% người già ở Mỹ và châu Âu bị thiếu. Ở Việt Nam cũng vậy. Các nước đang phát triển, Việt Nam là một trong những nước đang phát triển, thay đổi từ 30 đến 90%. Việt Nam thì thiếu vitamin D khoảng 20 đến 40%. Trong đó thiếu nặng là 8,9%. Và đây là theo cái nguồn từ năm 2012 tổng hợp được chưa? Khoảng 30.000 gen trong cơ thể vitamin D đã được chứng minh là ảnh hưởng đến, tức là trong cơ thể của chúng ta ấy, có khoảng 30.000 gen thì vitamin D nó ảnh hưởng đến khoảng 30.000 gen rồi. Và cũng vì cái lý do này cho nên vai trò của vitamin D cực kỳ lớn trong cơ thể của chúng ta. Và vitamin nó sẽ tham gia vào quá trình điều trị hơn 1.000 các quá trình sinh lý khác nhau trong cơ thể. Và nó cũng chính là lý do ảnh hưởng đến rất nhiều bệnh tật. Ung thư, tự kỷ, tim mạch, viêm khớp dạng thấp,
các vấn đề về đường ruột. Đấy thì lát nữa chúng ta sẽ có một cái bức tranh tổng quan đây. Và chúng ta hãy cứ tưởng tượng rằng là gì? Chúng ta hãy cứ tưởng tượng rằng là trong một căn nhà ấy, trong một căn nhà cao tầng, thì ở trong cái căn nhà cao tầng đó nó có rất là nhiều phòng, nó có rất là nhiều phòng, và các cái phòng đó nó chỉ được mở ra bởi một cái chìa khóa duy nhất, đấy chính là vitamin D. Đó. Vậy thì chúng ta khi cái ví dụ này để cho chúng ta biết được vai trò của vitamin D rất là lớn trong cơ thể, rất là lớn trong cơ thể. Đó. Tất cả hơn 3.000, ảnh hưởng đến 3.000 gen trong cơ thể của chúng ta. Đây. 3.000 gen trong cơ thể. Mà trong cơ thể thì có 30.000 gen. Dạ. Nó ảnh hưởng đến 10% rồi. Đó. Thì vai trò của vitamin D là gì? Ta sẽ cùng đi tìm hiểu về vai trò của vitamin D. Thứ nhất là vai trò chính là cốt hóa xương. Cốt hóa xương là gì? Nó sẽ giúp cho xương chắc khỏe hơn này. Đúng không ạ? Giúp cho chắc xương chắc khỏe hơn. Đó. Dẫn canxi đi vào xương, nó biết chỗ nào cần thì nó sẽ dẫn vào, giúp cho cái xương chắc khỏe và phát triển được tốt hơn. Chiều cao của chúng ta chính là quá trình tốt của cốt hóa xương. Yeah. Rồi vận chuyển canxi về phôi thai. Chúng ta thấy mà, đối với những phụ nữ mà mang bầu, trong quá trình mang thai thì cái liều lượng vitamin D cũng như canxi phải cao hơn người bình thường. Phải cao hơn người bình thường. Và vitamin D này nó có vai trò là gì? Nó có vai trò là tăng cái chuyển hóa canxi và giúp cho canxi này được cơ thể người được phôi thai nó hấp thu tốt nhất. Đó. Thì cần phải nhớ cái vai trò của vitamin D tăng chuyển hóa, rồi tăng cường canxi vào tuyến sữa. Rồi đáp ứng cho nhu cầu miễn dịch, tham gia vào quá trình miễn dịch. Đó. Và làm cho cái hàng rào bảo vệ hệ miễn dịch được chắc khỏe. Đó. Và khiến cho những cái virus vi khuẩn là trong cái vấn đề xâm nhập là khó có thể mà xâm nhập được vào cái lớp hàng rào bảo vệ. Và một phần là cũng nhiều vitamin D. Và hôm vừa rồi chúng ta cũng học một loạt các vitamin đó cũng tham gia vào quá trình hệ miễn dịch, đúng không ạ? Kẽm cái các thứ đó cũng tham gia vào quá trình của hệ miễn dịch. Tiếp ạ. Biệt hóa tế bào, phát triển tế bào da, lông và tóc, hoạt động của cơ, giúp cho cơ co bóp tốt, kiểm soát đồng lượng insulin. Cho nên những người nào mà đang có vấn đề về tiểu đường, sử dụng đúng đủ đều cái lượng vitamin D thì kiểm soát cái lượng đường huyết rất là tốt luôn. Bởi vì vitamin D có vai trò trong quá trình kiểm soát đồng tổng hợp insulin. Hôm vừa rồi chúng ta học về canxi, nó cũng có cái vai trò này, đúng không ạ? Rồi phòng ngừa điều trị ung thư, phòng ngừa điều trị các rối loạn tâm thần. Đây chính là vai trò của vitamin. Và chúng ta có thể nhìn thấy cái bức tranh tổng quan về vai trò của vitamin D trong cải thiện sức khỏe, nó đứng thứ ba, nó đứng theo dõi thứ ba. Đầu tiên là gì? Đầu tiên là các cái thức ăn tốt, đứng thứ nhất. Mà bây giờ thì sao ạ? Cái thức ăn tốt này gọi là cái thức ăn tốt cho sức khỏe của mình ấy, thì bây giờ làm sao ạ? Chúng ta thấy cái thực phẩm ngày nay bây giờ như thế nào ạ? Gọi là thực phẩm lành mạnh thì bây giờ là gì? Hầu như rất là ít. Ít có được sau năm 1930, ít có được các cái thực phẩm đó. Bởi vì sự xuất hiện của rất nhiều hóa chất tăng trọng kích thích. Đôi khi
Ví dụ như rau chẳng hạn, hôm nay tưới ngày mai hái, được chưa? Đó, như vậy. Và cái thứ hai đấy chính là quá trình tập luyện. Nên là sáng sớm mà tập 30 phút tập luyện như buổi sáng ngày hôm nay rất là tốt. Đó, nó chiếm thứ hai này. Và thứ ba là vitamin D, thứ tư là magnesium và thứ năm là omega 3. Đây chính là một trong những bức tranh để chúng ta nhìn thấy được rằng là gì? Vai trò của vitamin D trong cải thiện sức khỏe. Đó. Và đây là vitamin D thì hàm lượng của vitamin D trong huyết thanh. Những người nào được được đo bằng nami môn trên lít chạm thì cái này thì chúng ta không cần nắm vậy nhỉ, không cần nắm. Hậu quả của thiếu vitamin D là gì? Còi xương này, bởi vì lúc loãng xương này, đúng chưa? Bởi vì lúc nãy chúng ta có gì ạ? Có vai trò lá của vitamin D là cốt hóa xương. Cho nên khi thiếu vitamin D thì nó ảnh hưởng đến các vấn đề về xương, còi xương, loãng xương, các vấn đề về răng. Trẻ em mà trong quá trình người mẹ thiếu vitamin D nó cũng làm cho cái vấn đề về chậm mọc răng, các vấn đề về răng, bệnh nhiễm khuẩn bởi vì tham gia vào quá trình hàng rào bảo vệ hệ miễn dịch, rồi bệnh ung thư tiểu đường, bởi vì tiểu đường lúc nãy chúng ta cũng có nói rằng là gì, vai trò của vitamin D là nó sẽ giúp cho kích hoạt cũng như là tăng cái khả năng sản xuất ra insulin. Rồi tâm thần và tự kỷ là sao? Vitamin D tham gia vào quá trình rất là quan trọng trong cái hệ thần kinh của con người. Phụ nữ mang thai mà thiếu vitamin D thì vô vàn những cái tác hại đi kèm sau đó. Chúng ta thấy á, đây là một trong những cái bức tranh tổng quan về cái tình trạng thiếu vitamin D. Nó gây ra rất nhiều là vấn đề bệnh lý. Thiếu vitamin D thì một phần là gì? Hiện tại bây giờ chúng ta đang sử dụng ví dụ như là kem chống nắng, che đậy quá kín chẳng hạn, che đậy quá kín chẳng hạn, đó. Rồi mùa đông thì mặc dày khiến cho cái ánh nắng mặt trời nó không hấp thu được, và nó gây ra các tình trạng về ví dụ như là suy gan thận, béo phì, trầm cảm, lao, cúm, hô hấp trên đường ruột và tiểu đường, tim mạch, đó một loạt các vấn đề. Đó. Thì nó gây ra cho chúng ta một loạt vấn đề về về sức khỏe, viêm khớp giảm thấp rồi đa cứng khớp, rồi bệnh Crohn, rồi bệnh Whiplash đó. Đấy thì rất là nhiều bệnh lý luôn, một gọi là hội chứng các bệnh lý, luôn đó. Rồi ngay như ví dụ như chúng ta có hay nghe đến bệnh xơ nang, đó cũng một trong những cái và một loạt các bệnh lý về đường ruột, loạt các bệnh lý về đường ruột, rồi bệnh về xương khớp, bệnh về các cái bệnh về tim phổi, về tim phổi, đó. Rồi ung thư đại tràng, và cho thấy rằng là vitamin D đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng luôn. Tim mạch này, các bệnh về gan này, các bệnh về tuyến tụy này, các bệnh về đường ruột này, đây là một loạt các bệnh về đường ruột, một loạt các bệnh bệnh về đường ruột.
rối loạn hấp thu. Và đây chính là một bức tranh tổng quát để cho chúng ta nhìn thấy được rằng là gì? Cái việc thiếu vitamin D nó gây ra vô vàn rất là nhiều bệnh kèm theo. Cho nên chúng ta biết là gì ạ? Tỷ lệ của chúng ta cần một ngày bao nhiêu ạ? Cô nào còn nhớ, thầy cô nào còn nhớ tỷ lệ của chúng ta cần bao nhiêu một ngày, chúng ta comment vào được không ạ? Thầy cô nào còn nhớ tỷ lệ chúng ta cần là bao nhiêu ạ? Vitamin D trong một ngày. Còn nhớ không ạ? 600, hay quá, 600, 800. Có con số nào khác nữa không ạ? Chúng ta nhớ 600. Những con số của bản thân mình. Đây. Dạ, 600. Đừng đi. 600. 200. Bình thường. 200. Rất là nhiều con số đúng không ạ? Rất là nhiều con số. Đây, chúng ta nhớ đây. Ở dưới này. Dưới 50 tuổi là 600. Nên những người comment 600 rằng chắc là đang dưới 50 tuổi. Từ 50 tuổi trở lên và phụ nữ mang thai là 800. Nên những người đang comment 800 là chắc là trên 50 tuổi. Chắc. Như thầy Thiện là 800. Phải bổ sung vào do cái tình trạng hấp thu của mình đáng thấp. Nên mình phải bổ sung cao hơn. Chắc. Cao hơn. Chúng ta nhớ con số của bản thân mình chưa ạ? Ok. Chúng ta sẽ đi tiếp. Về cái các bệnh lý mà liên quan đến thiếu vitamin D thì một trong những cái bệnh lý đó chính là bệnh còi xương. Còi xương. Còi xương thì nó có ba dạng. Có thể là còi xương do thiếu dinh dưỡng. Còi xương phụ thuộc vào vitamin D và còi xương đề kháng với vitamin D. Chúng ta có gặp ai đang có vấn đề còi xương, trẻ em còi xương không? Về còi xương dinh dưỡng là do tiếp xúc với ánh sáng mặt trời không đầy đủ hoặc là chế độ ăn uống không đầy đủ vitamin D, canxi và phosphor. Còi xương phụ thuộc vào vitamin D là gì? Là còi xương phụ thuộc vào vitamin D là loại 1. Là thứ phát sau khiếm khuyết trong gen mã hóa, có nghĩa là nó bị khiếm khuyết trong gen và trong quá trình mang thai hay chẳng hạn, nó thiếu một cái gen nào đó. Bởi vì gì? Vitamin D trực tiếp ảnh hưởng đến bao nhiêu? 3.000 gen. Rồi cái dạng thứ ba là còi xương đề kháng với vitamin D thì ảnh hưởng bởi cái cũng là ảnh hưởng bởi hình thức di truyền, bởi gen, do đột biến gen, do đột biến gen. Cho nên cái dạng mà cho nên chúng ta nhìn thấy đứa bé mà còi xương á, đừng vội bảo rằng nó thiếu cái này thì thiếu cái kia. Bởi vì nó có thể rơi vào ba dạng. Có thể nó do thiếu cái đó, do chế độ ăn uống của nó. Nhưng nó cũng có thể là dạng gì ạ? Còi xương phụ thuộc vitamin D. Hoặc nó có thể là đề kháng với vitamin D. Và hai cái vấn đề đó nó liên quan đến gen. Và di truyền. Thì gì ạ? Thì còi xương, loãng xương, thiếu vitamin D và canxi là vấn đề gọi là bây giờ là vấn đề y tế cộng đồng ấy. Và gọi là bây giờ nó cũng đang gọi phòng chống, gọi đang có cái chương trình phòng chống bệnh còi xương quốc tế, bao gồm cả cái việc là gì ạ, bổ sung tăng cường vi chất thực phẩm. Và nói chung là đây là một trong những cái vấn đề vô cùng cấp bách tầm quốc tế luôn. Về định nghĩa và chẩn đoán bệnh còi xương thì còi xương dinh dưỡng là một cái loại mà diện rối loạn biệt hóa về sụn, khiếm khuyết cốt hóa xương hình dạng. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là về cái vấn đề mà cung cấp thiếu hụt ấy,
thì nó làm cho cái vấn đề là gì ạ? À, cái phát triển xương nó kém, phát triển xương nó kém và nó gây ra gì ạ? À, khiếm khuyết ví dụ như là chân cong chẳng hạn, hoặc là ví dụ như là xương vẹo chẳng hạn, đấy là những cái khiếm khuyết về 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 vitamin D, về vitamin D. Đó. Rồi ngoài những cái nguyên nhân là gì, thiếu hụt vitamin D thì chế độ ăn cũng thiếu canxi đúng không ạ, phốt pho, rồi thiếu các vitamin và khoáng chất đi kèm như vitamin C chẳng hạn, vitamin A chẳng hạn, magie cũng ảnh hưởng đến vấn đề còi xương, kẽm nhá. Rồi các cái bệnh tiêu hóa, bệnh thận, bệnh gan, bởi vì lúc nãy chúng ta có một cái hình ảnh là gì, khi mà canxi nó được hấp thu qua cái đường nào thì nó cũng phải về gan và về về thận. Cho nên là bệnh tiêu hóa, bệnh thận, bệnh gan nó cũng sẽ làm giảm hấp thu vitamin D, được chưa? Làm sạch tối thiểu. Đó. Rồi kháng vitamin D do di truyền, kháng vitamin D do di truyền chẳng hạn. Và những cái đứa trẻ mà có nguy cơ bị còi xương, có nguy cơ bị còi xương là những cái đứa trẻ mà suy dinh dưỡng này, suy dinh dưỡng này, không tắm nắng này, không tắm nắng này, rồi đẻ non chẳng hạn, đẻ nhẹ cân chẳng hạn, không bú mẹ. Bởi vì lúc nãy là chúng ta cũng thấy rằng là canxi nó chuyển hóa một phần qua diện giúp cho cái dòng sữa mẹ đúng không ạ, nó có ở trong cái dòng sữa mẹ, cho nên trong giai đoạn đầu là gì ạ, đứa trẻ bú mẹ thì gì ạ, cái can trong đó có cái lượng canxi chưa? Rồi là gì, những cái đứa trẻ nào tăng cân nhanh béo phì nó cũng sinh ra cái tình trạng là gì, còi xương. Rồi hay là trẻ sinh vào mùa đông nó cũng hạn chế cái việc là gì, hấp thu vitamin D, cho nên nó cũng dẫn đến các cái vấn đề về còi xương chẳng hạn. Rồi rối loạn chuyển hóa, rối loạn tiêu hóa kéo dài. Rồi những đứa trẻ nào có vấn đề về đường hô hấp chẳng hạn, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến các vấn đề về, và nó sẽ có nguy cơ về bệnh còi xương rất là cao, hen phế quản. Đấy là những cái tình trạng mà gì, trẻ có nguy cơ gì bị còi xương. Thì chúng ta sẽ nắm bắt được, sẽ nắm bắt được. Và những cái đứa trẻ mà bị còi xương ấy thì nó sẽ có những cái dấu hiệu gì, nó sẽ bị rối loạn giấc ngủ, mồ hôi trộm, mồ hôi trộm, táo bón, đau cơ xương khớp, rụng tóc. Chúng ta có thể để ý rằng là trẻ sẽ có vằn khăn ở sau đầu đúng không ạ, rồi tóc bị rụng ở phía sau này, này, biến dạng xương, chậm vận động. Đấy là những cái dấu hiệu để chúng ta biết được rằng là trẻ đang thiếu vitamin D. Rồi rối loạn phát triển về về răng, tất cả các bệnh về răng, rồi là chậm chậm phát triển. Rồi ví dụ như là, hoặc là sâu xa hơn nữa thì sẽ xét nghiệm máu, rồi chụp X quang để phát hiện được ra các cái vấn đề về loãng xương. Đấy chắc. Và phát hiện được ra các cái gọi là các cái điểm cốt hóa xuất hiện muộn, để có thể mà có thể là ngăn chặn được cái tình trạng đó, bởi vì nó xuất hiện muộn mà, xuất hiện muộn mà. Ok, giờ chúng ta sẽ anh sẽ cho chúng ta xem một số cái hình ảnh để chúng ta thấy được cái tình trạng của cái việc mà thiếu thiếu vitamin D. Đó, chúng ta nhìn thấy này. Đó. Đây là cái xương này. Thường thì chúng ta nhìn thấy này. Đó. Về xương thiếu vitamin D, lỗ chỗ lỗ chỗ này. Chân này, chân quanh ra, do thiếu vitamin D trong quá trình lắng bong bóng. Đây, đó chúng ta nhìn thấy ạ, rụng mặt, rụng tóc ở phía sau đầu,
tình trạng thiếu hụt vitamin D ở trẻ trẻ em đó, dụng tóc rất nhiều đúng không ạ, đầu đầu to. Đây là những cái hình ảnh để chúng ta nhận dạng được xương sống. Đây là những cái các vấn đề về cốt hóa xương hết. Đó. Tay. Đó. Điều trị thì cái này thì cái này thì là chuyên môn rồi, chúng ta sẽ không cần quan tâm quá nhiều về chuyên môn. Dạ, này nó sẽ liên quan đến chuyên môn. Thì qua quá trình thăm khám tất cả các thứ thì bác sĩ sẽ hướng dẫn cho chúng ta. Bác sĩ sẽ hướng dẫn cho chúng ta. Thì để phòng được các cái bệnh mà thiếu hụt vitamin D này thì trong cái giai đoạn mang thai cho con bú phải ăn đủ và cân đối, và nên bổ sung thêm sắt, kẽm 800 đúng không ạ, người có tuổi và phụ nữ mang bầu là 800 mg trên một ngày. Thì cần phải bổ sung kèm theo là sắt, kẽm nữa, và phải không quên là gì ạ, là tắm nắng. Cho nên mà chúng ta mà không biết mua canxi ấy, hoặc mua vitamin D ấy, thì chúng ta bắt buộc phải uống vào buổi sáng hoặc buổi trưa, không uống buổi tối đúng không ạ, không uống buổi tối. Đó. Bổ sung vitamin D hàng ngày vào mùa đông, tắm nắng hàng ngày vào ngày có nắng mùa hè. Ánh nắng mặt trời dưới 8 giờ là ánh nắng mặt trời vô cùng tuyệt vời, chúng ta có thể phơi nắng. 8 giờ 7 rưỡi, mùa nắng nóng quá thì 7 rưỡi. Ăn uống là phải bổ sung và hợp lý. Đấy thì đấy chính là một trong những cái tình trạng về bệnh còi xương, về bệnh còi xương. Và tất nhiên là những cái trường hợp mà ví dụ như là có thể làm cho cái vitamin D trong cơ thể là bán hủy, có nghĩa là bị tiêu mất đi. Thì những cái giai đoạn mà ốm đau chẳng hạn. Đó. Thì cái làm cho cái việc mà gì vitamin D nó cũng sẽ thấp đi trong cái cơ thể. Và những người nào mà có cái lượng canxi trong máu giảm, nó cái lượng vitamin D này nó cũng rất là thấp. Rồi những người béo phì chẳng hạn, những người béo phì chẳng hạn, nó cũng có cái tỷ lệ vitamin D ở trong cơ thể nó rất là thấp, nha. Những cái người mà có tuổi hoặc là tầm độ tuổi của cô nhất chẳng hạn, chúng ta có thể quan sát cơ thể xem chúng ta có các cái triệu chứng ví dụ như là buồn nôn hay không, ói mửa hay không, chán ăn hay không, táo bón hay không, rồi là sụt cân bất thường hay không, rồi là có những cái người họ cảm giác ngứa ran trong miệng rồi ảo giác, nhịp tim bất thường, chuột rút, chúng ta có thể theo dõi những cái triệu chứng đó để xem thử là mình có đang thiếu vitamin D hay không. Buồn nôn này, ói mửa này, chán ăn này, táo bón này, sụt cân này, không kiểm soát, rồi là ngứa trong miệng, ảo giác, và nhịp tim gì rối loạn chuột rút. Đấy là những cái tình trạng mà biểu hiện để chúng ta quan sát cơ thể, lắng nghe cơ thể của mình xem thử nó có đang thiếu vitamin D hay không, và lúc đầu thì Oanh có nói rằng là gì, những người nào trong quá trình mà đang có vấn đề về tiểu đường á, thì khi mà bồi bổ đúng đủ đều cái lượng vitamin D, nó cũng sẽ có thể hỗ trợ trong việc là gì, cải thiện bệnh tiểu đường rất là tốt, phải không? Cải thiện bệnh tiểu đường rất là tốt luôn. Và đối với phụ nữ
mà trong giai đoạn thai kỳ mà người mẹ thiếu vitamin D thì có thể ảnh hưởng đến các cái vấn đề về còi xương ngay trong bụng mẹ luôn nhé, ngay trong bụng mẹ luôn, và nó có thể dẫn đến hàng loạt các cái triệu chứng, ví dụ như là tăng tỷ lệ sinh non chẳng hạn. Cái này là 50% luôn á, tăng tỷ lệ sinh non và chậm phát triển răng, nãy mày nói rồi đúng không ạ, rồi những đứa trẻ sâu răng chẳng hạn, sâu nguyên cả hàm và phát triển thể chất tí chậm và dễ bị nhiễm trùng hô hấp và hen. Đấy là những cái tình trạng cho thấy rằng là trong quá trình thai kỳ người mẹ đang bổ sung thiếu vitamin D. Trẻ sinh ra thì nhẹ cân, được chưa? Và có thể là tăng cái tỷ lệ gì ạ, tự kỷ tâm thần lên và chậm phát triển về trí tuệ và tăng các cơn co giật, các rối loạn về các rối loạn bẩm sinh kèm theo, dạ. Cho nên đấy là, cho nên là chúng ta có người thân, bạn bè hoặc là ai đó đang trong quá trình mà gì mang bầu á, thì chúng ta chia sẻ giúp cho họ bổ sung đủ cái lượng vitamin là 800 muỗi một ngày, dạ, để cho họ uống đủ, đừng để thiếu. Bình thường ấy, mà ở những người mẹ mà thiếu vitamin D, tức là người mẹ đang trong quá trình mang bầu mà thiếu vitamin D, thế làm thế nào để phát hiện được? Thì thông thường thì các cái triệu chứng mà để phát hiện được thiếu vitamin D ở những người phụ nữ đang trong quá trình mang bầu ấy, thì nó rất là khó phát hiện, rất là khó phát hiện. Nhưng mà cũng có thể là đau cổ tay chẳng hạn, đau cổ tay này, đau cổ tay này, rồi là có thể là xương khớp bị nhức mỏi, chuột rút, đau lưng, đấy, những cái hiện tượng để chúng ta thấy rằng là người mẹ trong quá trình mang bầu đang thiếu, có hay bị chuột rút không, có hay đau lưng không, có đau cổ tay này không, có nhức mỏi xương khớp không, thiếu vitamin D, thì việc đó thì có thể là làm ngay các cái xét nghiệm vitamin D để đánh giá cụ thể hơn, đúng không? Vì chúng ta thấy rằng là rất nhiều các vấn đề bệnh lý của các trẻ em sơ sinh hay là trong bụng mẹ có thể diễn ra nếu người mẹ thiếu vitamin D. Nên chúng ta phải giúp đỡ họ chậm. Nên là nếu mà trong quá trình mà mang bầu chẳng hạn, bổ sung đầy đủ vitamin D thì hạn chế tối đa về tiền sản giật này, rồi đái tháo đường thai kỳ này, sinh non này, rồi nói chung là tiền sản giật thì giảm đến 60%, đái tháo đường giảm đến 50% và sinh non giảm đến 40%. Cho nên chúng ta thấy vitamin D quan trọng, rất là quan trọng đối với phụ nữ trong quá trình mang bầu. Cho nên là khi mà vitamin D thấp thì nguy cơ sinh non và trẻ mắc bệnh tự kỷ cao gấp 4 lần, cao gấp 4 lần, đây là theo thống kê, được chưa? Đó. Rồi các yếu tố nguy cơ đối với chứng tự kỷ chẳng hạn, chúng ta thấy bây giờ là trẻ em tự kỷ nhiều hơn, rất là nhiều luôn, rất là nhiều luôn. Thì một trong những nguyên nhân là gì? Biến chứng trong khi mang thai và sinh nở, và mức vitamin D của người mẹ quá thấp, quá thấp, và sống trong môi trường phải tiếp xúc hóa chất và kim loại nặng, hoặc là thậm chí là gì, trong quá trình mang bầu là sử dụng những cái loại thuốc gây trở ngại cho cái quá trình hấp thu của vitamin D, hấp thu và chuyển hóa nữa của vitamin D. Thì đấy là một số những cái mà có thể dẫn đến cái tình trạng là gì? Người mẹ, đứa trẻ sinh ra có thể mắc các cái chứng tự kỷ. Chứng tự kỷ. Nên chúng ta phải để ý bổ sung
Nếu ăn không đủ thì cần phải bổ sung qua các cái chế phẩm, bổ sung thêm, đúng không? Nhưng vitamin D phải kèm theo canxi, kèm theo các khoáng tố khác nữa để có cái việc là gì, hấp thu được tốt hơn, được hấp thu được tốt hơn. Đó, chúng ta có một cái bức tranh, đây là bức tranh về tình trạng ít ánh nắng mặt trời, gọi là ít ánh nắng mặt trời do là gì? Ít ra ngoài chẳng hạn, ít thời gian ra ngoài, rồi là sử dụng quá nhiều các cái gọi là đồ điện tử, đúng không? TV, internet. Đó. Đây là những cái trường hợp về gọi là ít ánh nắng mặt trời. Đó. Và khi mà ít ánh nắng mặt trời thì sao ạ? Dẫn đến tình trạng sức khỏe, ít sức khỏe. À, có thể dẫn đến là gì? Hen suyễn. Nãy anh nói rồi, tự kỷ. Phụ nữ thì có thể ung thư vú, suy giảm thận, suy giảm nhận thức, suy tim, sung huyết. Đó. Các cái vấn đề về viêm xương khớp. Đó, một loạt các vấn đề đây do diện, do ít ánh nắng, ít ánh nắng mặt trời. Đây là bằng chứng để cho chúng ta thấy rằng là gì, cái vai trò của vitamin D nó cực kỳ quan trọng, nó cực kỳ quan trọng. Đó. Rồi, và có những cái nguyên nhân khác nữa, ví dụ như là đến từ việc hấp thu chẳng hạn, đến từ việc hấp thu cho nên là phải bổ sung đủ vitamin D. Đây là cái bảng đo về gọi là phổ từ vi đấy, vi ai để đo cái bước sóng. Khi chúng ta biết rằng là gì, trong cái ánh sáng mặt trời thì nó có thể, tức là ngoài kia nó sẽ có ba cái tia cực tím ấy, tia UVA, tia cực tím A, B và C, nó sẽ được ký hiệu là gì, UVA, UVB và UVC. Đó. UVA thì bước sóng là 400 đến 315 nanomet. Dạ. Và những cái tia UVB, UVA này là những cái tia mà gì, sóng dài, và nó không bị lớp ozone hấp thu đâu, và nó có thể xâm nhập qua được kính vải, sâu qua da, và nó có thể phá hủy vitamin D và gây đột biến tế bào. Ngồi trong nhà nó cũng bị viêm, cũng bị cái tia cực tím A này xâm nhập. Các cái vết nám rồi nó gây ra các cái mảng nám tàn nhang các thứ, là nó gây ra do gì, một phần do tác động của vitamin của tia cực tím A, UVA. Đó, UVA. Và tia cực tím UVB thì sao? Đó là sóng chung. Nó bị lớp ozone hấp thu phần lớn. Đó. Và đi qua lớp khí quyển khi mặt trời lên cấp 50 độ so với đường chân trời. Và lúc này thì cái vitamin D nó sẽ có cảm giác là rát nóng. Rát nóng chính là vitamin B. Tia UVB. Nhầm, tia UVB. Còn tia cực tím C là gì ạ? Là những cái sóng ngắn, khử trùng, và nó cũng đã bị lớp ozone và lớp khí quyển hấp thu hoàn toàn rồi. Cho nên chúng ta sẽ không lo sợ cái tia UVC, mà chúng ta quan tâm đến UVA và UVB. Cho nên phụ nữ ấy, một trong những cái cách mà lựa chọn cái kem chống nắng tốt nhất, đấy chính là có cả UVA và UVB. Đó. Thì UVB thì nó có ghi sẵn ở trên cái lọ rồi, đúng không? Ở trên cái lọ kem chống nắng mà, có thể là 30, 50, 80, thậm chí là 100 bao nhiêu đó.
Nhưng mà cái tỷ lệ 50, 30, 80 đó càng cao thì cái chất hóa học ở trong đấy càng lớn. Cho nên chúng ta sẽ chọn những cái tia UVB nào có 30, 50 thôi, sử dụng đấy thôi. Nếu trường hợp đi biển thì có thể dùng cao hơn 80. Còn cái dấu cộng bên sau ấy, có cái trường hợp là gì? UVA 30 cộng 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 cộng. Cái dấu cộng bên cộng ấy. Thì là gì ạ? Đây. Ví dụ như thế này. Một cái lọ kem chống nắng chẳng hạn. Nó có gì ạ? 50. Rồi xong rồi nó có cộng 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 rồi sao? Hoặc là thậm chí là 30. Cộng 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 xong thì chúng ta sẽ chọn cái thằng 30. Nhiều cộng hơn. Với lại là gì ạ? Cái tỷ lệ chất hóa học ở trong đấy nó cũng thấp hơn. Sẽ bảo vệ được da. Bảo vệ được da. Đó. Thì cái cộng phía sau này nó chính là gì ạ? Thể hiện cho cái tỷ lệ bảo vệ bởi tia cực cực tím A. Càng nhiều cộng thì cái tỷ lệ bảo vệ tia cực tím A càng tốt. Còn 30, 50 là thể hiện UVA hoặc UVB. Cho nên chúng ta lựa chọn cái kem chống nắng nào nó có cái cộng bên sau nhiều hơn thì nó tốt hơn. Và chỉ nên sử dụng 30 hoặc 50 thôi. Đừng sử dụng 80, 80 thì chất hóa học nhiều lắm, nó ảnh hưởng đến làn da của chúng ta. Tình trạng làn da của chúng ta. Đấy là giúp cho chị em phụ nữ có thể lựa chọn được cái kem chống nắng hợp lý. Thì vậy thì tắm nắng như thế nào? Đúng chưa? Trong cái việc sản xuất vitamin D thì cần phải tia cực tím. Cần một lượng nhỏ thôi. Để sản xuất vitamin D ở người. Nhưng việc gì ạ? Tiếp xúc quá nhiều nó có thể ảnh hưởng đến các cái vấn đề về sức khỏe. Có thể dẫn đến các cái tình trạng về ung thư da, mắt và các cái hệ miễn dịch khác. Cho nên là gì ạ? Một số lưu ý đối với cái việc tình trạng tắm trắng, tắm nắng là gì? Trẻ dưới 12 tháng là không tắm nắng trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, không nên. Rồi không tắm nắng buổi sáng và chiều. Sáng sáng là có nghĩa là sau 8 giờ đấy. Đó. Rồi tắm khoảng tầm 5 đến 15 phút thôi. Theo mùa đúng không ạ? Theo mùa. Mùa hè thì chỉ cần 5 phút thôi. Mùa đông có thể là 15 phút. Mùa đông là vẫn có tia, mùa đông cực kỳ nhiều tia UVA luôn. Cho nên là cứ nghĩ là mùa đông mát cho nên cứ thong dong, nhưng không phải. Mùa đông như thế này lại nhiều tia UVA hơn là tia UVB. Nên là chúng ta cũng có thể tắm nắng được 5 15 phút, có thể là 15 phút. Không để ánh nắng chiếu vào cái vùng mặt. Khi mà cái bóng của chúng ta đứng giữa ánh nắng mặt trời, mà khi mà cái bóng của chúng ta nó thấp hơn, tức là nó ngắn hơn chiều cao của cơ thể khoảng thì chúng ta gọi là nên tắm nắng chẳng và mức độ tiếp xúc với tia cực tím nó sẽ quyết định đến cái việc tổng hợp vitamin D. Và nếu mà nó quá cao thì nó gây ra nguy cơ ung thư da. Cho nên chúng ta cần phải biết là gì? Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời đủ cái thời gian, không quá lâu, không quá lâu. Đặc biệt là các trẻ sơ sinh thì chúng ta chỉ cần đưa ra là được, không không phải trực tiếp dưới ánh nắng đâu. Chúng ta chỉ cần đưa ra sáng sáng là được. Bởi vì làn da của các bạn ấy đang còn rất là nhỏ, đang còn rất là yếu, đang còn rất là yếu, cho nên là cái việc mà gì bảo vệ làn da của các bạn rất là quan trọng. Và cái việc mà gì ạ, phơi nắng nó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Đây, ví dụ như là nếu mà trong đối với trẻ sơ sinh chẳng hạn, mà cái việc mà tiếp xúc trực tiếp ánh nắng mặt trời ấy, thì sau lớn lên nó có thể nguy cơ rất là bị nhạy cảm, rồi thì có thể là da nó rất là dễ
mẫn cảm này, da rất là dễ mẫn cảm, rất là dễ gặp các vấn đề về da đó. Đấy ạ. Rồi thì bài này thì chúng ta nhớ rằng vitamin D nó rất là quan trọng cho sự phát triển, tăng trưởng và duy trì một cơ thể khỏe mạnh. Bắt đầu từ từ khi mà chúng ta nằm trong lòng mẹ và tiếp tục trong suốt cuộc đời của chúng ta. Cho nên là chúng ta nhớ, bài hôm nay chúng ta nhớ cho anh một cái tỷ lệ cần trong một ngày chúng ta nạp đủ vitamin là bao nhiêu. Thế là tốt lắm rồi. Còn ví dụ như là nó tham gia vào quá trình gì chúng ta nghe để chúng ta biết thôi. Đấy chính là lợi ích của việc vào buổi sáng nữa. Chúng ta biết là nó thiếu là nó như thế. Và chúng ta cần phải bồi bổ đủ đúng. Và có ba nguồn nữa. Ánh nắng mặt trời đấy. Dạ. Rồi là gì? Qua đường ăn này. Qua đường ăn này, rồi qua đường truyền. Đường bổ sung bằng các cái chế phẩm bổ sung kèm theo. Đó, đó là những cái mà chúng ta có thể là gì ạ? Để ý để chúng ta hấp thu cái lượng vitamin đầy đủ trong trong một ngày. Thì với cái thời lượng buổi sáng như vậy, và anh đã chia sẻ xong cái vitamin D cho chúng ta rồi. Nội dung tiếp theo tuần tới thì chúng ta có thể học là kẽm chúng ta học rồi đúng không cả nhà nhỉ? Kẽm chúng ta học rồi, magie chúng ta học rồi, sắt cặn acid folic chúng ta học rồi, canxi cũng học rồi. Có thể là thời gian tới sẽ chia sẻ về men tiêu hóa chẳng hạn, cái men tiêu hóa. Men tiêu hóa rất là hay, bài này rất là hay. Thì lại hẹn quý thầy cô vào chủ nhật tuần sau thôi. Và không biết là quý thầy cô nào chúng ta còn có câu hỏi gì không ạ? Cô anh ơi. Dạ. Người lớn thì tắm nắng thì có đủ được vitamin D không? Chúng ta cũng cần phải bổ sung thêm nữa. Bổ sung qua cái chế phẩm bổ sung nữa. Chứ tắm nắng nó cũng sẽ cũng một phần, nó một phần. Đó. Nhưng mà người lớn thì cái việc hấp thu và chuyển hóa nó kém hơn. Hấp thu chuyển hóa nó kém hơn. Cho nên chúng ta cần phải bổ sung. Vừa nãy cô nói là tắm nắng từ 5 đến 15 phút là cả trẻ em lẫn người lớn ạ? Không, 5 đến 15 phút là tùy mùa. Vâng. Nhưng mà tất cả người lớn trẻ em đều như nhau ạ? Vâng, nó có thể là trẻ em chúng ta có thể là nhanh hơn một chút. Nhưng trong cái khoảng đó, trong cái khoảng. Vâng ạ, cảm ơn cô. Thì da của người lớn thì nó khỏe hơn so với da của trẻ em. Người lớn có thể là chúng ta đứng trực tiếp, nhưng trẻ em thì chúng ta không nên đứng trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. Vâng. Nên chúng ta cũng cần phải bổ sung vitamin D. Ngoài cái việc là gì, tầm ví dụ như là của thực hiện phổ nhất chẳng hạn, là tầm này chúng ta cũng có thể thỉnh thoảng bổ sung vitamin D vào. Ngoài cái tắm nắng và phơi nắng rồi thì chúng ta cũng phải bổ sung vào để chúng ta có thể có đầy đủ lượng vitamin D. Và trong cái việc lựa chọn vitamin D cần phải có thêm các khoáng cấu tự nhiên khác, magie, kẽm, rồi vitamin C, canxi. Được chưa? Vâng ạ, thì đấy chính là nội dung của bài sáng này. Vâng ạ. Vâng. Bên cô rất là nhiều. Nhớ tỷ lệ của mình nhá. 800 Thầy có đang sử dụng vitamin không thầy? Được khó. Vâng ạ. Trong cái lọ vitamin chúng ta để cái thành phần ấy, thành phần mà chúng ta uống đủ cái lượng đó, chúng ta sẽ tự biết được chúng ta uống bao nhiêu viên luôn, đúng không ạ? Khóa này xong chúng ta sẽ biết là mỗi cái loại chúng ta cần phải uống bao nhiêu viên luôn. Ta không cần phải hỏi luôn. Chúng ta biết cơ thể của chúng ta cần cái gì đâu. Có câu hỏi gì nữa không ạ? Vâng ạ, em chào cô ạ. Em biết ơn cô là bài ngày hôm nay rất là hay ạ. Nhưng mà rất là tiếc là em vào hơi muộn. Bài hôm nay là nghe bài giảng của cô em mới phát hiện ra là từ trước đến giờ em vẫn cứ nghĩ là
nghỉ hè mình ngồi trong nhà mình không cần bôi kem chống nắng. Cứ khi nào ra ngoài đường thì mới bôi kem chống nắng. Yeah. Thảo nào mình ở nhà khi còn đen hơn khi là mình đi làm. Đen nên là bây giờ, dạ. Thế nên là hôm nay em đã hiểu hơn là tại sao ở nhà cũng phải bôi kem chống nắng, bởi vì UVB với UVA là nó cũng vẫn có thể xuyên qua nó vào trong nhà. Dạ. Em xin phép có một câu hỏi là em vì em vào sau nên là em cũng chưa rõ cái phần là liều lượng vitamin D ấy ạ. Cô có thể giúp em nhắc lại một chút về cái liều lượng cho người lớn và trẻ em được không ạ? Dạ. Em có một cái bản. Dạ. Dạ vâng. À, đối với cái liều lượng ấy thì đối với người ví dụ như người có tuổi chẳng hạn là bao nhiêu thầy nhỉ? Trẻ em dưới 1 tuổi là 400. 800 đúng không ạ? Đối với thầy Thiện là 800. Trên 50 tuổi là 800. Được chưa? 50 tuổi là 4600. Đúng rồi. Dưới 50 tuổi. Vâng. Vâng. Đó. Thì đây là tỷ lệ theo năm 2016. Ở trẻ dưới 1 tuổi là 400. Vâng. Còn từ 1 đến 50 tuổi là 600. 1 tuổi trở lên đến 50 tuổi là 600. Và từ 50 tuổi trở lên 800. Và phụ nữ mang thai là 800. Được chưa? Đó. Thì đấy là câu trả lời của cô Hương ạ. Dạ vâng, em cảm ơn cô ạ. Dạ. Em xin được. Đây là ở nhà mãi mà chả thấy trắng là bởi vì là gì ạ? À, UVA, UVB thì nó không xuyên được, nhưng UVA nó xuyên được và nó gây nám tàn nhang ra, và ngay cả đèn điện của chúng ta nó cũng có tia UV. Chẳng. Nó có hỏi gì nữa không? Nếu mà chúng ta không còn câu hỏi nữa. Dạ. Con nghe thầy. Dạ, thầy Thiện họ gì ạ thầy? Thầy Thiện hỏi gì ạ thầy? Không ạ. À dạ vâng ạ. Vâng. Nếu mà trường hợp mà chúng ta không có gì hỏi nữa thì chúng ta sẽ tạm dừng ở đây và hẹn gặp chúng ta trong chủ nhật tuần sau, chúng ta sẽ có thể là học nội dung về men tiêu hóa, đúng không ạ? À, xin chào và hẹn gặp lại quý thầy cô vào tuần sau. Xin chào. Em chào cô và chào các thầy cô ạ. Chào cô và các thầy cô ạ. Hẹn gặp lại.